5 chiếc bánh chào anh chị em. Mời anh chị em cùng đến nhà thờ chính tòa Đà Nẵng và tòa giám mục giáo phận Đà Nẵng, nằm chung một quần thể, số 156 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Cách đây 4 tháng trước, các nhà thờ ở Đà Nẵng đã đóng cửa, ngừng mọi sinh hoạt tôn giáo cộng đoàn. Nay lại một lần nữa, các thánh đường của giáo phận Đà Nẵng ở Việt Nam lại phải đóng kín cửa, làm cho nhiều người lại xót xa, lại không được đến thánh đường gặp gỡ Chúa. Tòa giám mục Đà Nẵng là giáo phận đầu tiên thông báo ngưng thánh lễ và dừng mọi sinh hoạt tôn giáo cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam. Nhưng tiếp sau đó, ngày 28 tháng 7, Tòa giám mục Đà Nẵng thêm thông báo mới về việc mở rộng thêm phạm vi ngưng thánh lễ và sinh hoạt cộng đồng ở tỉnh Quảng Nam. Nhiều người lo ngại đây chỉ là mới bắt đầu cho những nhà thờ đầu tiên ngưng thánh lễ lần thứ hai trong bệnh dịch này, trong tình huống xấu nhất có thể. Người Công giáo cả nước cầu nguyện cho Đà Nẵng tha thiết hơn. Sau 99 ngày, quê hương Việt Nam không có ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng. Nhưng hôm nay, dịch đang trở lại tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Trở lại lần thứ hai, chúng ta lại có thêm những ca nhiễm mới từ Đà Nẵng. Vì thế, ngay ngày Chủ nhật vừa qua, khi phát hiện người nhiễm mới tại Đà Nẵng, Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục chính tòa Đà Nẵng, đã có thái độ nhanh nhẹn kịp thời với thông báo tạm ngưng các cuộc hành hương và thánh lễ cộng đồng trong thành phố Đà Nẵng ngay từ 13 giờ Chủ nhật 26 tháng 7 2020 tại các giáo xứ, giáo họ, các thánh lễ tập trung phải ngừng lại. Giáo phận Đà Nẵng trở lại với các thánh lễ trực tuyến online, dù rằng từ các đấng bản quyền đến giáo dân, ai cũng đau xót tiếc nuối, nhưng tất cả mọi người đều đón nhận như thánh ý Chúa gửi đến, vui lòng chấp nhận trong cầu nguyện cho đại dịch sớm kết thúc. Anh chị em thân mến, kèm theo đó, Đức Cha Giáo phận Đà Nẵng cũng có thông báo tạm dừng hành hương đền thánh Andre Phú Yên tại giáo họ Phước Kiều, nơi trước đây thầy giảng Andre Phú Yên chịu tử đạo với việc chặt đầu. Cuộc hành hương cũng trong ngày Chủ nhật 26 tháng 7. Phước Kiều là danh xưng của một họ đạo nhỏ bé, nay là giáo họ biệt lập Phước Kiều, giáo hẹt Hội An, giáo phận Đà Nẵng, thuộc xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Với lệnh giãn cách xã hội tại thành phố Đà Nẵng của chính quyền từ 0 giờ ngày 28 tháng 7, không những bà con giáo dân Đà Nẵng buồn, nhưng còn là nỗi buồn của bà con hành hương. Những con cái Đức Mẹ Maria hàng năm hành hương về Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trị. Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang, đại hội lớn nhất của người Công giáo Việt Nam toàn quốc, quy tụ gần 100.000 người, cũng vừa được thông báo đình chỉ không thời hạn và cũng chưa có thể khánh thành đền thánh Đức Mẹ La Vang. Ngẫm về tình huống dịch bệnh vừa ập đến Đà Nẵng những ngày qua, chỉ có niềm tin chúng ta mới thoát khỏi âu lo sợ hãi, để trông cậy bám chặt vào Chúa. Bệnh dịch trở lại, chúng ta không hoang mang sợ hãi, chắc chắn sẽ có nhiều thiệt hại cho ngành du lịch, thiệt hại cho những người tổ chức hành hương đến với Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Sao Biển, Đức Mẹ La Vang, thiệt hại không được đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Chúng ta cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt trên thế giới và quê hương Việt Nam, không bùng phát ở đất nước chúng ta, nhất là cho những anh chị em tín hữu Đà Nẵng được ơn Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Sao Biển gìn giữ hộ phù, để mọi người vững lòng trong cậy Chúa, như bà con dải đất khúc ruột miền Trung năm nào cũng bị những thiệt hại của bão tố, vẫn luôn đứng vững và chống chọi qua thử thách của thiên nhiên. Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu, Mẹ đầy ơn phước và quyền năng, Mẹ đã hiện ra cùng các thiên thần để cứu giúp tổ tiên chúng con trong cơn thử thách đức tin. Mẹ là Mẹ phù hộ các giáo hữu,
mẹ luôn luôn cầm phủ việc mà Chúa Cha đã trao cho mẹ để binh vực Chúa Giêsu hài đồng, đang sợ hãi nép mình vào mẹ trong cơn cuồng phong bách hại. Chúng con xin mẹ thương đến chúng con, cho mọi tín hữu biết can đảm tuyên xưng đức tin, biết cải thiện đời sống để trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, chia sẻ và yêu thương. Chúng con xin mẹ thương đến những người chưa biết Chúa, để họ nhận ra Chúa là Chúa tể càn khôn, hầu chúng con cùng mẹ hát bài ca chúc tụng Chúa ba ngôi trên thiên quốc. Lạy mẹ Trà Kiệu mến yêu, với lòng tin tưởng phó thác, chúng con sắp mình cầu xin mẹ nhận lời chúng con. Amen. Con cứ ngỡ sao Chúa bỏ con, nhưng thực ra Chúa đang đồng hành với con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại lặng thinh, nhưng thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ bỏ con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà thôi. Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Con cứ ngỡ sao Chúa quay đi, nhưng thực ra Chúa đang đòi nhìn đến con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại xa con, nhưng thực ra Chúa đang rất gần con. Chúa luôn đồng hành với con, mọi sương vui hay khi sầu tê tái. Chúa luôn đồng hành với con, lúc gian nan khi sương vui ngập tràn. Con cứ ngỡ sao Chúa lại lặng thinh, nhưng thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ bỏ con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà thôi. Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Con cứ ngỡ sao Chúa quay đi, nhưng thực ra Chúa đang đòi nhìn đến con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại xa con, nhưng thực ra Chúa đang rất gần con. Luôn đồng hành với con, mọi sương vui hay khi sầu tê tái. Chúa luôn đồng hành với con, lúc gian nan khi sương vui ngập tràn.